Từ lịch sử chúng ta vẫn biết rằng trong khoảng những năm từ 1969 đến 1972, những nhà phi hành gia Hoa Kỳ đã thực hiện tổng cộng 6 cuộc hạ cánh thành công lên bề mặt mặt trăng. Trong đó nhiệm vụ hạ cánh lần cuối cùng, con tàu Apollo 17 kết thúc hoàn tất vào ngày 19 tháng 12 năm 1972, khi Eugene Cernan, Harrison Smith và Ronald Evans trở về sau chuyến bay vào không gian và được đón về đội hải quân nổi tiếng USS Ticonderoga tại biển Thái Bình Dương. Mặc dù đã có 3 nhiệm vụ mới được lên kế hoạch, tuy nhiên không hề có bất kỳ một cuộc thám hiểm mới nào vào không gian được thực hiện kể từ đó. Lời bào chữa chính thức cho việc hủy bỏ đột ngột chương trình thám hiểm mặt trăng của NASA đó là do yếu tố chuyển đổi về nền tảng chính trị và ngân sách tài chính. Tổng các khoản chi phí cho chương trình đã nhảy vọt từ ước tính ban đầu là 7 tỷ đô la lên hơn 20 tỷ đô la, và khoản chi tiêu khổng lồ này được chứng minh là rất khó để có thể duy trì. Công nghệ thời điểm bấy giờ chỉ có thể cho phép đáp xuống mặt trăng trong một khoảng thời gian cố định một vài giờ cho một lần di chuyển đến mặt trăng. Và vì không có bất kỳ nguồn tài nguyên tự nhiên hay vật liệu khoa học trọng yếu nào được tìm thấy từ những cuộc thám hiểm đầu tiên, NASA cho rằng thật khó để tiếp tục đảm bảo duy trì nguồn viện trợ cần thiết cho chương trình dang dở. Với chiến thắng mang tính bước ngoặt đạt được lúc bấy giờ bởi các cường quốc phương Tây, tham vọng chinh phục không gian của Liên Xô cũng nguội lạnh, và đi kèm với nó là những ký kết phát triển tên lửa hay bất kỳ hiệp ước tiến xa hơn trong lĩnh vực này sau đó đều bị hạn chế. Những giấc mơ về một thuộc địa mặt trăng đã dần bị xếp xó và chỉ còn lưu lại những câu chuyện cảm hứng cho tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Nhiều năm qua đi kể từ khi chương trình Apollo kết thúc, đã có một vài báo cáo về việc rằng thứ mà các nhóm phi hành gia khi đó gặp không phải chỉ có cát bụi và sỏi đá. Những câu chuyện về những dấu vết kỳ lạ quan sát thấy trên bề mặt nơi phi hành đoàn đáp xuống, những vật thể bí ẩn được phát hiện, nhìn thấy trôi nổi trên bầu trời của mặt trăng và những thực thể ngoài hành tinh to lớn thoát ẩn thoát hiện quan sát họ từ xa đã thu hút mạnh mẽ sự chú ý của công chúng. Trong vài trường hợp, những tuyên bố này được chứng minh đi kèm bởi những ảnh chụp mờ và kém chất lượng. Trong những trường hợp khác, những tệp băng tiếng thu âm hoặc đã bị xóa hoặc đã bị chỉnh sửa cũng trở thành bằng chứng chứng minh thuyết âm mưu. Tuy vậy, có một điểm đáng chú ý là xuyên suốt tất cả những câu chuyện được kể này đều biểu đạt cùng một vấn đề tương tự. Đó là mặt trăng dường như đã là nơi trú ẩn của những cư dân hiện tại trên đó, và những người đang sinh sống trên nó không hề vui vẻ chào đón sự xâm nhập này. Vào năm 2015, một bài báo được xuất bản trên Reddit viết về một người được cho là nhà tâm lý học người Anh đã tuyên bố rằng mình đã xem những tài liệu tuyệt mật tiết lộ về những lần đặt chân lên mặt trăng diễn ra từ sau Apollo 17 và mô tả chi tiết chính xác những gì đã xảy ra với những phi hành gia. Và mặc dù có rất nhiều phương diện của lời khai nhân chứng này là không có cách nào kiểm định hay xác minh, thế nhưng lại có những yếu tố trong đó mà những học giả bình luận cho rằng thực sự có độ khả tín, bởi vì nó giống với những gì được kể xung quanh những lần thám hiểm chính thức của NASA trên mặt trăng. Nguồn tin ẩn danh này tiết lộ rằng những nhà phi hành gia của Apollo 17 đã không hề di chuyển xa khỏi nơi mà họ hạ cánh, bởi vì khi đi quanh khu vực đó, họ đã phát hiện những phần còn sót lại của con tàu cùng hiện trường tan tành của một nhóm phi hành gia khác. Ngoài việc nhìn thấy con tàu thám hiểm bị phá hủy nặng nề, họ đã nhìn thấy một số thi thể xung quanh đó. Tất cả đều có vẻ như đều là phi hành gia Liên bang Xô Viết. Nhưng điều khiến các phi hành gia Hoa Kỳ kinh hoàng không phải là khung cảnh đổ vỡ bất ngờ này, mà là bởi những vết thương hay tổn hại trên thân thể của nạn nhân dường như đều là vết tích bị tấn công, chứ không phải do va chạm hay áp lực nào tạo thành. Thân của con tàu vũ trụ của Nga cũng có nhiều vết xé rách hay châm thủng lặp đi lặp lại bởi nguồn không xác định. Và khủng khiếp nhất là tấm kính chắn thủy tinh trên mũ bảo hiểm của những phi hành gia đã chết này thì ở trong trạng thái bị đập vỡ nát, không có quy tắc. Nhóm phi hành gia Hoa Kỳ khi đó đã ngay lập tức liên hệ với bộ chỉ huy ở trái đất xin chỉ thị được phép cất cánh. Tuy vậy, họ lại được yêu cầu rằng phải ở trên đó thêm vài giờ đồng hồ do vấn đề kỹ thuật. Trong khoảng thời gian sau đó, họ cũng nhiều lần gửi những tín hiệu radio, truyền thông điệp hoảng sợ báo cáo rằng họ nhìn thấy những bóng hình đen di chuyển xung quanh những đồi đá gần đó và đang tiếp tục xuất hiện ngày càng gần hơn về phía con tàu của họ. Nhà tâm lý học này còn đưa ra thông tin chi tiết hơn rằng đã có một nhiệm vụ hợp tác giữa Anh Quốc và Liên Xô nhằm đưa toàn bộ hiện trường tai nạn trở về vào năm 1989, và rằng ông vốn đã từng được yêu cầu trợ giúp phỏng vấn tất cả phi hành gia của cuộc thám hiểm này khi họ trở về. Nga đã thực hiện cuộc đặt chân lên mặt trăng thành công vào tháng 12 năm 1990 ngay trên vùng hạ cánh của Apollo 17 với nhiệm vụ duy nhất đó là tìm lại nhóm phi hành gia bị tấn công bởi lực lượng bí hiểm. Vụ tấn công này
đã được trực tiếp chứng kiến trong sự kinh hoàng của bộ chỉ huy tại địa điểm phóng con tàu vũ trụ này tại Okhotsk trước khi tất cả mọi liên lạc bị cắt đứt hoàn toàn. Liệu bề mặt của mặt trăng có đầy rẫy những mảnh còn sót lại của những lần hạ cánh trước đó? Những lần hạ cánh mà bị che giấu bởi các chính phủ đã bí mật đưa tàu và phi hành gia lên đó. Có những bằng chứng cho thấy Nga không hề công khai tất cả những cố gắng phát hiện của họ trong chương trình thám hiểm này. Những hồ sơ thông tin cá nhân của những nhà du hành vũ trụ tham gia vào chương trình thám hiểm được cho là đã bị tráo đổi thông tin nhằm che giấu danh tính thật của những phi hành gia đã chết trong những nhiệm vụ thất bại. Những nhà phân tích nghiệp dư tuyên bố rằng họ đã theo dõi nghiên cứu và phát hiện tín hiệu tuyệt vọng phát đi từ những phi hành gia lúc đó sắp tử nạn, truyền đi từ con tàu vũ trụ chở họ khi đó đang dần lệch khỏi quỹ đạo hoạt động. Trong khi đang di chuyển theo một quỹ đạo nhất định xung quanh mặt trăng, vào tháng 5 năm 1969, thành viên phi hành đoàn Apollo 10, Gene Cernan và John Young đã báo cáo rằng họ có thể nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ bề mặt phía bên dưới. Hiện tượng kỳ lạ này bao gồm một âm thanh rít hay tiếng huýt sáo vô cùng kỳ quái, cái mà hai người đàn ông này miêu tả là âm nhạc ngoài hành tinh. Bộ phận chỉ huy lúc đó đã không thể giải thích cái mà các phi hành gia nghe thấy, và chỉ đến nhiều năm sau đó, vụ việc này mới được nhắc đến trong báo cáo hoạt động của những thiết bị phát tín hiệu cao tần VHF transmitter được gắn vào nhiều bộ phận khác nhau trên thân tàu vũ trụ mà họ ngồi năm đó. Một câu chuyện kỳ lạ khác đã xuất hiện sau khi tàu Apollo 15 kết thúc thám hiểm vào tháng 7 năm 1971. Bản phiên dịch tín hiệu radio thu lại lúc đó tiết lộ rằng khi thành viên phi hành đoàn là David Scott và James Irwin đang bên ngoài con tàu thám hiểm đã bắt gặp những dấu vết của một phương tiện ngay tại đỉnh Harley. Họ mô tả rằng những vết tích này có thành đường, chạy dọc từ đông sang tây và hình dạng hoàn toàn có trật tự đồng nhất. Điều khiến việc này trở nên đáng chú ý đến vậy là vì một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Apollo 15 chính là nó là chuyến thám hiểm đầu tiên được trang bị một phương tiện có bánh thí nghiệm di chuyển trên mặt trăng cùng với phi hành gia. Tuy vậy, điều thu hút trí tưởng tượng của những nhà lập luận thuyết âm mưu nhất lại là báo cáo của phi hành gia thuộc nhiệm vụ Apollo 11, nói rằng họ có vài lần phát hiện thấy những vật thể bay hoặc tàu vũ trụ không xác định trên mặt trăng. Lần tuyên bố phát hiện đầu tiên là của chỉ huy trưởng Neil Armstrong, ngay trong ngày thứ ba đang thực hiện nhiệm vụ thám hiểm của mình, đã yêu cầu xác định vị trí của tên lửa thực hiện nhiệm vụ Saturn V giai đoạn 3 so với vị trí tàu vũ trụ của họ. Sau 3 phút chờ tín hiệu bên kia trả lời, Neil Armstrong được thông báo rằng nơi mà tên lửa phản lực rời ra và di chuyển hiện cách xa phía sau con tàu vũ trụ bay tới mặt trăng khoảng 6.000 dặm, cũng tức là vẫn đang di chuyển từ trái đất và cách rất xa mặt trăng. Phản hồi của Armstrong sau khi anh tiếp nhận thông tin của chỉ huy mặt đất đã khiến họ thấy bối rối khó hiểu và không rõ chuyện gì đang diễn ra. Anh nói rằng đồng nghiệp Buzz Aldrin đã phát hiện và chỉ cho anh thấy một thứ gì đó đang di chuyển song song với con tàu của họ. Armstrong đã miêu tả vật thể đó, hình trụ, chất liệu giống kim loại, phát sáng từ đầu tới cuối. Sau khi vật thể bí ẩn biến mất khỏi tầm mắt có thể thấy được của Armstrong, anh đã một lần nữa yêu cầu NASA xác minh và sau đó được thông báo rằng nó có thể là một tấm kim loại bị đẩy rời ra từ động cơ phản lực chính. Thậm chí một đoạn tín hiệu bị nhiễu sóng còn được cho là cuộc đối thoại diễn ra giữa Armstrong và bộ chỉ huy trung tâm Houston ngay sau khi phi hành gia đặt chân lên mặt trăng. Trong vòng 2 phút đồng hồ đó, liên lạc giữa bộ phận chỉ huy và phi hành đoàn có vẻ như thất bại. Armstrong được cho là đã tiếp tục phát đi tín hiệu trên kênh thứ hai, được thiết kế để theo dõi kiểm tra sức khỏe và sự ổn định của các thành viên phi hành đoàn. Mặc dù công chúng chưa bao giờ được nghe nói đến bản ghi chép của kênh tín hiệu thứ hai này, nhưng có nguồn thông tin cho biết Armstrong đã báo cáo về trụ sở chỉ huy rằng anh nhìn thấy những vật thể kim loại đỗ ở gần một miệng hố sâu gần đó. Anh ấy miêu tả những tòa nhà xây dựng xuôi theo lối vào xuống bên dưới bề mặt mặt trăng, và những thứ anh ấy nhìn thấy là phương tiện kim loại thì đang đỗ thành hàng bên ngoài khu công trường này. Mặc dù đáng lẽ câu chuyện là anh ấy có thể chụp rất nhiều bức ảnh bằng chiếc máy ảnh treo trước ngực, tuy vậy những bức ảnh này lại chưa bao giờ được công bố. Khi Armstrong được chỉ thị trở rút về căn cứ trái đất, chỉ huy đã hỏi rằng liệu anh ấy đã hoàn thành việc bày bố những thiết bị khoa học phi hành đoàn mang theo trên mặt trăng hay không. Armstrong đáp lại rằng anh ấy đã làm xong, nhưng lo ngại rằng những sinh mệnh từ những con tàu vũ trụ kia lúc đó đang quan sát anh ấy và có thể dễ dàng hủy bỏ những thứ anh ấy xếp đặt. Nhiều năm sau cuộc viễn du Apollo 11, có một lượng đáng kể nhân chứng đã công khai tuyên bố rằng khi họ chất vấn riêng tư với Armstrong rằng liệu đó có đúng là những điều anh ấy nhìn thấy, Armstrong đã thoải mái thừa nhận, nhưng với điều kiện là họ không được phép ghi âm cuộc đối thoại giữa họ và Armstrong. Anh ấy được kể lại
là đã tỏ ra e sợ, thậm chí vô cùng sợ hãi về con tàu mà anh ấy bắt gặp, tin rằng họ đang cố gắng chủ động cảnh báo con người, ngừng tiến xa hơn trong việc thăm dò mặt trăng. Vào tháng 10 năm 2018, cái chết của hai nhà nghiên cứu về UFO nổi tiếng đã dấy lên những tranh luận và nghi hoặc trên giới truyền thông. Mặc dù hai người đàn ông này không có mối liên hệ nào đáng kể, nhưng cả hai người họ lại đều từng là quân nhân phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, đều trở nên nổi tiếng và nhận được sự chú ý sau những tuyên bố của họ liên quan đến NASA và tiết lộ những bằng chứng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh trên bề mặt mặt trăng. Bob Dylan từng là thượng sĩ cao cấp của lục quân Hoa Kỳ và đã dành phần lớn thời gian công tác vào những năm 1960 tại nhiều căn cứ quân sự trên lãnh thổ châu Âu. Trong khoảng thời gian này, ông đã tuyên bố rằng NASA đã bí mật phá hủy gần 40 cuộn phim chụp bởi những phi hành gia tham gia vào nhiệm vụ Apollo 11. Ông nói rằng nham hiểm chính là chiến lược hàng đầu của cơ quan vũ trụ hàng không này, và Dean thường hóm hình đùa rằng NASA thực ra là chữ viết tắt của Never a Straight Answer, nghĩa là không bao giờ có một câu trả lời thành thực. Sau tuyên bố này, Dean cũng từng nói rằng trong khoảng thời gian còn phục vụ trong quân đội, ông đã từng đọc một hồ sơ thuộc dạng tuyệt mật đánh giá mức độ đe dọa xâm lược ẩn tàng đến từ những sinh vật ngoài hành tinh đối với nhân loại. Tài liệu này bao gồm cả những bức ảnh chụp rất nhiều phi thuyền ngoài hành tinh đáp xuống trái đất và những phát hiện từ việc khám nghiệm thi thể phi công lái những con tàu vũ trụ này. Chỉ một tuần sau cái chết của Dean, tại nhà của ông ở Tucson, nhà chức trách ở Lansing, New York lại phát hiện một người tử vong do một vụ tai nạn giao thông khủng khiếp. Nạn nhân là một người đạp xe đạp, 74 tuổi, tên Can Wolf. Ông đã bị nghiền nát đến chết bởi một xe đầu kéo. Ông Wolf không chỉ từng là cựu sĩ quan cấp bậc trung sĩ phục vụ trong lực lượng không quân Hoa Kỳ, mà ông còn là người tố giác tuyên bố rằng đã nhìn thấy bằng chứng khủng khiếp chứng minh rằng có người ngoài hành tinh trên mặt trăng. Vào năm 1965, Wolf đóng quân tại căn cứ lực lượng không quân Langley ở Virginia. Chuyên môn của ông là kỹ sư điện tử. Nhiệm vụ chính của ông chính là kiểm định và sửa chữa nhiều hệ thống dữ liệu ảnh khác nhau, đặc biệt phục vụ cho hoạt động của lực lượng không quân Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Có một ngày, ông ấy đột nhiên được tạm thời chuyển công tác tới dự án vệ tinh mặt trăng của NASA. Wolf kể lại rằng ông ấy đã được đưa tới làm việc tại một khu đậu máy bay ở rất xa khu căn cứ. Nơi này phần lớn có các nhà khoa học và những phiên dịch viên ăn mặc kiểu thường dân làm việc. Ông ấy được dẫn đến một phòng nơi ông ấy gặp một quân nhân khác, người đã giải thích với ông rằng NASA đang gặp vấn đề với những bức ảnh, phần lớn được chụp từ những nhiệm vụ gần nhất thám hiểm mặt trăng, cụ thể là thiết bị sản xuất ảnh gặp trục trặc và không chịu hoạt động. Trong lúc làm việc với đồng nghiệp của mình để xác định và chỉnh lại lỗi kỹ thuật này, Wolf đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một loạt các bức ảnh có vẻ như chụp bề mặt mặt trăng. Trên nó có một thành phố rộng lớn được xây dựng thành những hình dáng ngoài hành tinh kỳ bí. Ông ấy miêu tả chúng là những tòa tháp cao tầng, những tòa mái vòm, những tòa nhà hình nấm. Tất cả đều được đặt tại vùng tối của mặt trăng. Vị sĩ quan này thực sự cảm thấy chấn động với những gì ông chứng kiến và hồi hộp mong chờ viễn cảnh rằng ông được nghe thấy phát hiện này trên bản tin buổi tối. Nhưng nhiều tuần trôi qua, rồi đến nhiều tháng trôi qua, ông ấy cuối cùng cũng nhận ra rằng thực ra chính phủ không hề có ý định tiết lộ sự thật về sự tồn tại của thành phố ngoài hành tinh với thế giới. Cuối cùng vào năm 2001, Wolf cùng với 20 quân nhân và sĩ quan tình báo khác quyết định tiết lộ câu chuyện của mình ra trước công chúng. Có một điều chắc chắn rằng có rất nhiều bức ảnh được gửi từ vệ tinh thăm dò mặt trăng cho thấy rất nhiều điều dị thường và vô cùng thú vị. Với những ánh sáng xuất hiện từ những hố lõm trên mặt trăng và hiển nhiên là chúng mô phỏng những hình thù phi tự nhiên, cao đến vài dặm trong nhiều trường hợp ảnh chụp được. Cũng có những người quả quyết cho rằng mặt trăng có thể cũng không phải là vệ tinh tự nhiên gì cả, ít nhất là trên phương diện về vai trò của một vệ tinh thông thường. Nhiều nhà bình luận tin rằng bề mặt của mặt trăng chỉ đơn giản là lớp vỏ của một con tàu vũ trụ như một trạm không gian hay một phi thuyền vũ trụ khổng lồ ngoài hành tinh. Tuyên bố này có sự tương đồng với thuyết trái đất rỗng mà những người ủng hộ tin rằng có một mạng lưới khổng lồ những hầm ngầm và hang động ở sâu dưới lòng trái đất, nơi mà con người bình thường không thể nào biết đến. Bằng chứng của những nhà lập giả thuyết trái đất rỗng được chỉ ra từ dữ liệu của máy đo địa chấn, thứ tương tự đã được để lại trên mặt trăng sau mỗi một lần con tàu Apollo thực hành nhiệm vụ thăm dò. Từ năm 1972 đến năm 1977, những thiết bị này đã ghi lưu lại một series những chuyển động địa chất bên dưới bề mặt, tất cả đều phong phú về kích thước và cường độ. Trong quá trình Apollo 12 thực hành nhiệm vụ, trụ sở chỉ huy đã từng đưa ra lệnh yêu cầu phá bỏ những thiết bị đáp xuống mặt trăng ngay tại chỗ. Sau đó, căn cứ theo dõi trên mặt đất đã ghi chép lại được một đoạn âm thanh kỳ lạ phát ra liên tục 1 giờ. Điều họ phát hiện là
mặt trăng đã kêu lên như một cái chuông. Đối với những người quan tâm đến thuyết mặt trăng rỗng, thì đây chính là bằng chứng cho thấy sự rung động của âm thanh vọng lại từ một không gian rộng lớn chôn phía bên dưới một lớp bề mặt mỏng bằng cát bụi và sỏi đá mà chúng ta nhìn thấy. Khi chúng ta lần lượt phân tích những câu chuyện khác nhau tiết lộ về chương trình thám hiểm Apollo, thì dường như những sự kiện hay việc phát sinh xảy ra trên bề mặt mặt trăng đang thách thức mạnh mẽ những lối giải thích thông thường. Trong một số câu chuyện đó, NASA đã thực sự đưa ra lý lẽ bảo chữa biện hộ ở các mức độ khác nhau. Trong một số trường hợp khác, dù bằng hành động hay hình thức phi hành động, thì họ đã cho phép phá hủy những bằng chứng vốn có thể chứng minh những tiết lộ kia là sự thật. Rất có thể những lời đồn lưu truyền này có một phần là sự thật, và trong nhiều thập kỷ tới, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá và có thể phát hiện ra rằng nhân loại thực sự có hàng xóm đến từ không gian vũ trụ mà chúng ta trước đây chưa từng biết đến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu muốn, các bạn có thể đăng ký để đón xem các video tiếp theo, hoặc nếu còn thời gian, các bạn có thể xem thêm các video khác của channel này.